Bầu cử Mỹ 2024, liệu bà Harris có tạo nên lịch sử nước Mỹ? Theo tờ CNN Mỹ nhận định, bà Kamala Harris đã nhanh chóng xóa bỏ một số lợi thế mà cựu tổng thống Donald Trump có được so với tổng thống đương nhiệm Joe Biden khi nói đến các phẩm chất cá nhân quan trọng mà cử tri đánh giá cao ở một tổng thống nhưng phẩm chất cá nhân đáng gầm nhất mà cử tri nhìn thấy ở cựu tổng thống chính là sức mạnh được nhận thức của ông vẫn hiện hữu như một trở ngại quan trọng mà bà harris phải vượt qua để giành được nhà trắng các cử tri từ lâu đã coi ông trump là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ có khả năng bảo vệ họ và khi họ ngày càng hoài nghi về năng lực thể chất và tinh thần của ông biden lợi thế của ông trump ngày càng tăng lên nhưng năng lượng và phong cách phát biểu mạnh mẽ, tự tin của bà Harris tại các cuộc vận động rầm rộ của bà trong 3 tuần qua đã khơi dậy sự lạc quan trong những người ủng hộ Đảng Dân chủ rằng bà có thể thiết lập lại cuộc tranh luận về sức mạnh và vô hiệu hóa, hoặc ít nhất là làm giảm lợi thế truyền thống của ông Trump. Nếu bà Harris chiến thắng tại cuộc đua tranh cử vào tháng 11 tới đây, bà sẽ là vị tổng thống nữ đầu tiên của nước Mỹ. Liệu bà có thể tạo nên kỳ tích phái yếu nhưng không yếu đuối. Chính trị Hoa Kỳ trong thập kỷ qua đã được định hình bởi một khuôn khổ mà ông Donald Trump đã áp đặt lên nó và đã phát huy tác dụng có lợi cho ông ta. Đó là khuôn khổ sức mạnh này, nhà thăm dò ý kiến của Đảng Dân chủ Evan Smith nói và cho biết, ông cũng là người lãnh đạo dự án bản thiết kế được tổ chức nhằm đo lường thái độ của cử tri về các chủ đề chính trong cuộc đua tổng thống năm 2024 bà kamala harris bước vào cuộc đua và sự thay đổi lớn đã diễn ra trong cuộc đua này và điều đó bao gồm việc loại bỏ khuôn khổ chính trị xung quanh sức mạnh của ông donald trump áp đặt lên nền chính trị của chúng ta không chỉ bản thân người đàn ông đó mà cả khuôn khổ đó nữa nhưng để làm được điều đó có khả năng bà harris sẽ cần phải phản bác nỗ lực ngày càng tăng của đảng cộng hòa nhằm miêu tả bà là người yếu đuối Cuộc tấn công đó có thể tập trung vào các vấn đề liên quan đến an ninh vật chất của người Mỹ, bao gồm tội phạm, nhập cư và quốc phòng. Một số đảng viên Dân Chủ tin rằng kế hoạch của ông Trump nhằm làm giảm đa tiến của bà Harris có thể lặp lại các yếu tố của chiến dịch tranh cử tổng thống năm 1988 mà George Herbert Walker Bush và người quản lý chiến dịch đáng sợ của ông là Lee Atwater đã thực hiện để mô tả một cách tàn khốc đối thủ dân chủ của mình. Thống đốc Massachusetts Michael Dukakis, một người theo chủ nghĩa tự do tội phạm yếu đuối, mềm mỏng. Nếu họ quyết định đi theo hướng đó và sử dụng mọi công cụ có trong tay và nói dối nhiều như Trump vẫn làm hàng ngày, thì đó có thể là một cuộc tấn công rất mạnh mẽ. Cố vấn lâu năm của Đảng Dân Chủ, Tad Devin, người đã từng là chiến lược gia cấp cao trong chiến dịch tranh cử của Dukakis cho biết, tôi nghĩ rằng chiến dịch tranh cử của bà Harris phải chuẩn bị cho điều đó. Hai bên đã và đang cạnh tranh quyết liệt về sức mạnh. Người phát ngôn cho chiến dịch tranh cử của ông Trump thường mô tả bà Harris là người yếu đuối. Siêu PAC chính ủng hộ ông Trump gần đây đã phát hành một quảng cáo mô tả lập trường của bà về các vấn đề tư pháp hình sự là tự do một cách nguy hiểm trong một cuộc phỏng vấn trên fox news ông trump ngụ ý rằng giới tính của bà harris khiến bà ấy quá yếu đuối để có thể đứng lên chống lại các nhà lãnh đạo thế giới khác bà ấy sẽ rất dễ dàng đối với họ bà ấy sẽ giống như một món đồ chơi ông trump nhấn mạnh họ sẽ dẫm đạp lên bà ấy bà harris ngược lại đang phát sóng một quảng cáo ở các tiểu bang giao động trong đó ca ngợi uy tín của bà về hai vấn đề mà đảng cộng hòa quyết tâm sử dụng để chống lại bà nhất Kamala Harris đã dành nhiều thập kỷ để chống lại tội phạm bạo lực. Quảng cáo bắt đầu trước khi kết luận. Sửa chữa biên giới là việc khó khăn. Kamala Harris cũng vậy. Việc thuyết phục người Mỹ rằng phó tổng thống là người yếu đuối lại rất quan trọng đối với Đảng Cộng hòa. Một phần là vì xếp trên nhiều phẩm chất cá nhân quan trọng. Nhiều cuộc thăm dò cho thấy cử tri đang đánh giá Harris có thiện cảm hơn so với ông Biden và trong nhiều trường hợp có thiện cảm hơn so với cả ông Trump. Ví dụ, trong một cuộc thăm dò toàn quốc của trường luật Marquis đã công bố tuần trước, gần 3 phần 5 cử tri cho biết họ tin rằng Paris có tính khí phù hợp để thành công với tư cách là Tổng thống. Con số này cao hơn một nửa số người đã nói như vậy về ông Biden trong cuộc thăm dò của Marquis vào mùa xuân năm nay và cao hơn nhiều so với khoảng 2 phần 5 trong cuộc khảo sát mới cho biết ông Trump có tính khí phù hợp để thành công. Tương tự như cuộc khảo sát của Marquette, chỉ có 35% cử tri cho biết bà Harris đã hành xử tham nhũng, con số này thấp hơn nhiều, không chỉ 61% nói như vậy về Trump mà còn thấp hơn 44% áp dụng mô tả đó cho ông Biden. Đã đến lúc biến niềm vui thành phiếu bầu. Ở một diễn biến khác, Đại hội Đảng Dân chủ đang diễn ra và những thành viên của đảng được vinh danh đã dành hai ngày đầu tiên của đại hội đảng để tăng gấp đôi số tiền cược và tấm vé ứng cử tổng thống mới đây đầy phấn khởi của họ. Bây giờ, mọi chuyện đều đổ dồn vào bà Kamala Harris và ông Tim Walz. Phó tổng thống và thống đốc Minnesota phần lớn không được nhiều người dân trên khắp đất nước biết đến và chưa từng trải qua điều gì giống như cơn lốc xoáy đang rình rập trong cuộc đụng độ bầu cử với cựu tổng thống Donald Trump. Nhưng họ không thể hy vọng nhận được nhiều sự giúp đỡ hơn những người khổng lồ của Đảng dân chủ trong 40 năm qua. Tổng thống Joe Biden đã khép lại sự nghiệp chính trị kéo dài 50 năm của mình. Cựu tổng thống Barack Obama đã kêu gọi một quốc gia phân cực hãy nối lại điều mà Abraham Lincoln gọi là mối quan hệ gắn bó và đoàn kết đằng sau bà Harris. Bà Hillary Clinton, người đã từng rất gần với việc phá vỡ sự độc quyền của nam giới trong chức tổng thống, đã nhìn qua khe hở trên trần kính cao nhất và cứng nhất và hình dung bà Harris sẽ tuyên thệ nhậm chức với tư cách là nữ tổng thống đầu tiên. Cựu đệ nhất phu nhân khác, bà Michelle Obama tuyên bố, hy vọng đang quay trở lại, trong khi kêu gọi cử tri làm điều gì đó để ngăn chặn sự phục hồi của ông Trump. Trong hai đêm tiếp theo ở Chicago, bà Harris và ông Ward sẽ bắt đầu trả lời những câu hỏi Họ có thể phát triển thành một phong trào bầu cử nghiêm túc hay không? Khi chiến dịch của họ đang bước vào giai đoạn quan trọng mới, ông World sẽ chịu áp lực phải thực hiện bước nhảy vọt lên sân khấu chính trị quốc gia. Sau đó sẽ đến lượt bà Harris, khi bà tìm cách kết hợp sự chuyển đổi của mình trong chiến dịch năm 2024 với việc khôi phục lại danh tiếng chính trị của chính bà sau một nhiệm kỳ phó tổng thống khó khăn bà Harris đã xóa bỏ phần lớn sự dẫn đầu của ông Trump trong các cuộc thăm dò. Bà đã làm sống lại hy vọng của Đảng Dân Chủ về việc giành lại Hạ Viện và nắm giữ Thượng Viện. Và bà đã gợi lên một con đường lạc quan cho nước Mỹ, tránh xa viễn cảnh đen tối của một quốc gia dưới sự cai trị của một người đàn ông mạnh mẽ được ứng cử viên Đảng Cộng Hòa ủng hộ. Bà đã đưa ra một câu thần chú mà Đảng của bà, vốn lo sợ về sự trở lại của ông Trump, đang háo hức đón nhận. Chúng ta sẽ không quay trở lại. Nhưng đó là phần dễ, Bà Harris và ông Woods hiện cần biến động lực, sự đoàn kết và mục đích mới đang khuấy động hội trường đại hội Chicago thành một chiến dịch có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Vào thứ Tư, theo giờ Mỹ, ông Woods sẽ bước lên sân khấu của đại hội toàn quốc của Đảng Dân Chủ. Người bạn đồng hành của ông Trump, Thượng nghị sĩ Ohio J.D. Vance đã có bài phát biểu không mấy ấn tượng tại đại hội toàn quốc của Đảng Cộng Hòa vào tháng trước bài phát biểu đã khiến tỷ lệ ủng hộ của ông giảm mạnh góp phần vào sự xa suốt của chiến dịch tranh cử của ông trump những người được đề cử làm phó tổng thống không quyết định cuộc bầu cử nhưng với ông walsh với phong thái của một người dân ngoại ô có thể đóng vai trò đối trọng với ứng cử viên kamala harris người có thể làm mất lòng một số cử tri phản đối sự thay đổi ông walsh cũng đưa ra một ví dụ cho những người đàn ông trung lưu rằng họ có một giải pháp thay thế chính trị cho chủ nghĩa bảo thủ maca các chiến lược gia của Đảng Dân chủ hy vọng rằng ông có thể đặc biệt có giá trị đối với tấm vé trong việc tán tỉnh những cử tri nông thôn, phản ứng với quan điểm giản dị của ông theo cách có khả năng làm giảm một số biên độ ở các quận mà ông Trump đang chạy mạnh nhất. Đây là một anh chàng có thể nói chuyện ở bất cứ đâu và mọi người có thể kết nối với anh ấy như một người, một huấn luyện viên, một cựu giáo viên, cựu thống đốc Đảng Dân chủ Montana, Steve Bullock người nổi tiếng vì kết nối với các cử tri bảo thủ về văn hóa ngay cả khi đảng của ông chuyển sang cánh tả đã nói với tờ CNN vào thứ ba. Anh ấy sẽ nói chuyện với mọi người ở bất cứ nơi nào họ ở. Anh ấy sẽ nói chuyện với họ về những vấn đề quan trọng trong cuộc sống của họ. Nhưng mặc dù ông Wurz là cựu thành viên Hạ viện, bước vào cuộc thử nghiệm này với ít thời gian hơn nhiều trên chính trường quốc gia so với một số ứng cử viên phó tổng thống khác trong những năm gần đây, bao gồm ông Biden Ông là thượng nghị sĩ lâu năm khi ông gia nhập Obama vào năm 2008, cựu bộ trưởng Bộ Quốc phòng Dick Cheney, người đã hợp tác với George W. Bush vào năm 2000 và thượng nghị sĩ Al Gore, người được Bill Clinton lựa chọn vào năm 1992. Chiến dịch tranh cử của ông Trump nhận ra mối đe dọa và ông Walsh ngay lập tức đã bị chỉ trích gay gắt về thời điểm ông nghỉ hưu khỏi lực lượng vệ binh quốc gia lục quân ngay trước khi đơn vị của ông đến Iraq. Thống đốc Minnesota cho biết ông không được thông báo trước về việc triển khai. Phó tướng Vance của ngài cựu tổng thống đã tấn công ông vì ám chỉ sai lầm rằng ông mang theo súng trong vùng chiến sự. Điều này đã khiến chiến dịch tranh cử của bà Harris phải tìm hiểu và đính chính. vào thứ hai, đảng viên Cộng hòa Ohio với nguy cơ tiếp tục gây mất lòng cử tri nữ đã cáo buộc ông Walsh không trung thực về việc ông và vợ Gwen đã sử dụng các phương pháp điều trị hiếm muộn. Phe ông Trump cũng đang nhấn mạnh nhiệm kỳ tự do của ông World với tư cách là một thống đốc. Điều này đe dọa làm phức tạp thêm nỗ lực của chiến dịch tranh cử của bà Harris nhằm nhấn mạnh tính khí lành mạnh của ông như một dấu hiệu của sự ôn hòa.